họ Triệu. Tập 25. Đại ca, con tôi. Đại ca, con của tôi. Đừng có nói nữa, tiên sinh. Bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta đứng đây đợi. Đứng đây đợi. Đại thúc đó rất mờ ám. Từ đâu cho thấy? Đại phu nhìn nghe hỏi bắt mạch. Đây là bản lĩnh của tôi. Đừng sợ. Lần này Trình Anh Y chạy thật rồi. Đại phu sẽ nói y biết các người mai phục ở đây. Ta thấy ông chán sống rồi. Người giết ta đi. Giết ta rồi. Người có thể đuổi theo Trình Anh. Ông cứ kêu ta giết ông. Cứ khuyên ta đuổi theo Trình Anh. Ta thấy ông muốn dụ ta đi. Muốn ta nhanh chóng rời khỏi tiểu trấn này. Cho thấy Trình Anh nhất định còn ở trong trấn. Cho dù y còn ở trong trấn cũng không về đâu. Các người đừng hòng tìm được. Ông sai rồi. Ta có một chiêu, nhất định khiến Trình Anh ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Ta có ông. Cái gì? Trình Anh là một người trọng nghĩa khí. Một khi hắn ta biết Thạch tướng quân bị bắt, hắn chịu làm con rùa rút đầu sao? Người đâu? Khiêng Thạch tướng quân lên xe ngựa. Trình Anh, người ra đây cho ta. Trình Anh, ra đây cho ta. Trình Anh, người mau ra đây. Trình Anh, cái tên tham sống sợ chết, người ra đây. Trình Anh, Trình Anh, mau chạy đi. Những binh lính đó tại sao bắt Thạch Ngôn? Trình Anh, người ra đây. Người dẫn đầu tên là Triển Phi, phó tướng của Hàn Quyết. Người của Hàn Quyết tại sao bắt Thạch tướng quân? Vậy mà ngươi nhìn không ra. Hàn Quyết cho người tới giết người đó. Chạy đi Trình Anh. Ngươi cứ chạy đi. Mặc kệ ta. Trình Anh, hãy chạy đi. Im đi. Mặc kệ ta. Trình Anh, mau chạy đi. Im lặng. Trình Anh, tên nhát gan kia ra đây cho ta. Triển tướng quân, Trình Anh không xuất hiện. Có phải hắn ta tham sống sợ chết nên không dám không? Sợ chết? Thiên hạ người sợ chết nhất chính là Trình Anh. Thiên hạ người trọng nghĩa khí nhất cũng là Trình Anh. Nếu như hắn nhìn thấy Thạch Ngôn, nhất định sẽ xuất hiện. Kêu nữa đi. Đi một vòng cả thị trấn này. Trình Anh, tên nhát gan kia, mau ra đây. Bé ngoan chứ? Rất ngoan, nó không khóc. Vậy là chúng ta có con rồi. Vậy là chúng ta có con rồi. Con ơi, con của tôi. Trình Anh, người ra đây mau. Trình Anh, tên nhát gan kia, người ra đây. Trình Anh, Trình Anh, tên nhát gan kia, người ra đây mau. Đại nhân có cách gì cứu Thạch tướng quân không? Không có. Trình tiên sinh, bảo vệ ngươi là tử lệnh của bọn ta. Nếu vì bảo vệ người khác mà hao binh tổn tướng, ta không thể ăn nói được với đồ ngạn đại nhân đâu. Ừ.
Mời các vị khách quan vào trong này. Trình Anh, người ra đây mau. Trình Anh, người là đồ nhát gan, ta chọn phòng này. Được, có cần chuẩn bị một phòng cho ngài không? Ra ngoài đi. Trình Anh, tên nhát gan kia, ngươi ra đây. Người giật đứa bé lại đến nữa rồi. Người giật đứa bé đến rồi sao? Hắn ta bên ngoài. Chỉ cần nàng ra khỏi cửa, đứa bé sẽ bị giật đi mất. Ta không ra ngoài. Ta không ra ngoài đâu. Không ra ngoài. Không ra ngoài. Trình Anh, tên nhát gan kia, người ra đây mau. Trình Anh, tên nhát gan kia, người ra đây cho ta. Trình Anh, người ra đây cho ta. Trình Anh, tên nhát gan kia, ra đây mau. Trình Anh, tên nhát gan kia, người ra đây. Trình Anh ở đây, mau bắt lấy hắn. Trình Anh, Trình Anh, người muốn chết sao? Đi theo ta mau lên. Người đúng là hết chút chữa. Nếu như người chết rồi, đứa bé thế nào đây? Nếu tôi chết thật rồi thì sẽ không ai tới đuổi giết nữa. Tướng quân có thể yên tâm. Lúc đó ngài dẫn theo đứa bé và Tống Dương tới nước Sở. Người đã sai rồi. Ta không thay thế được ngươi. Ta chỉ là một võ phu. Đứa bé mà theo ta cũng thành võ phu. Ngươi đừng đùn đẩy trách nhiệm. Chạy đi, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên.
Lát nữa Trình Anh sẽ trị thương cho ngài. Đêm dài lắm mộng. Lát nữa người dẫn Tống Hương chạy đi, ta sẽ ẵm đứa bé theo sau. Vết thương của tướng quân không sao, chỉ là ngoài da thôi, đi một lát không có gì đâu. Tống Hương và đứa bé đâu? Họ đi đâu rồi? Trên này viết gì vậy? Công chúa cho người bắt cóc Tống Hương và đứa bé rồi. Họ nói sao? Họ kêu tôi trở về Đô Thành tạ tội với công chúa. Không được, người không được về. Nếu tôi không về đó, công chúa sẽ giết đứa bé và Tống Hương. Vậy đi, ta đi với ngươi. Nếu tướng quân đi tìm Hạng Huyết tướng quân cứu lấy quân Tấn, nếu người chết rồi, cứu đứa bé còn ý nghĩa gì? Tìm Đồ Ngạn Giả, tìm ông ta. Lần trước công chúa xúi dục quốc quân ném tôi xuống chảo dầu là Đồ Ngạn Giả tới cứu kịp thời. Lần này tìm ông ta nhất định sẽ được. Được, người nói đúng. Tướng quân, ngài phải mau chóng tìm được Hạng Huyết tướng quân. Ta đi ngay bây giờ, người nhớ phải bảo trọng. Người nói Hạng Huyết tướng quân cũng phái người sao? Dạ phải. Tiền thức tướng quân ngăn cản Triển Phi, ôm nhau chết chung. Còn Trình Anh không biết đi đâu, nhất định là tới nước Sở rồi. Tiểu nhân đi theo hướng về nước Sở hết 80 dặm, không thấy Trình Anh và Tống Hương. Được rồi, lùi xuống đi. Trình Anh, ngươi đang ở đâu rồi? Công chúa, mời người xuống xe. Thứ ta cần là đầu của Trịnh Anh. Người bắt cóc nương tử của hắn, như vậy không được. Công chúa, Trịnh Anh hắn tới trung niên, khó khăn lắm mới có được một đứa con. Nhất định xem con hắn như hạt châu trên tay. Hắn có gì đứa con mà tự chú đầu vào rõ không? Tự chú đầu vào rõ thì không, nhưng chắc chắn sẽ về Đô Thành để cứu con của hắn. Chỉ cần hắn ta quay về Đô Thành, giết hắn rất dễ. Tiên sinh nói có lý. Công chúa, xuống xe đi. Mở cửa ra. Ở trong đó. Tống Hương, ngươi còn nhớ ta không? Ta là công chúa đây. Ngươi gạt ai hả? Công chúa sao? Trước kia ngươi đã từng vào cung, ta còn mời ngươi ăn ngự thiện, ngươi quên rồi sao? Ăn ngự thiện, ăn ngự thiện, ngự thiện, nhớ phải không?
Vậy ta là ai? Ta nhớ, người chính là cung nữ đưa ngự thiện, có đúng không? Ta là cung nữ. Đó là con người sao? Là con của ta. Nhìn nè, con của ta có ngoan không? Hả? Không phải công chúa hận Trịnh Anh nhất sao? Sao lại ẵm con của Trịnh Anh thương yêu như vậy? Công chúa vừa mới mất đi đứa con của mình, nhìn thấy trẻ con, nhất định bất giác nảy sinh nỗi nhớ già giết đó. Lùi ra sau đi. Lùi ra sau. Cho chúng tôi vào đó. Mau lùi lại đi. Cho chúng tôi vào đó. Cho chúng tôi vào đó. Cho chúng tôi vào đó. Lùi ra sau đi. Cho chúng tôi vào. Cho chúng tôi vào đó. Lùi lại. Không được tiến tới. Lùi lại đi. Cho chúng tôi vào đó. Cho chúng tôi vào đó. Lùi lại. Các người không được tiến tới. Triệu đại nhân chết oan. Ai cho ở đây kêu oan? Triệu đại nhân vì nước chinh chiến, ngài bị gian thần hãm hại. Ta lấy đứa bé này e là không được. Bây giờ đứa bé là mồi câu, đợi Trịnh Anh hắn cắn câu thì nó sẽ vô dụng. Tới lúc đó nếu như công chúa thích, cứ việc ẵm đi. Nói phải giữ lời. Công chúa, chuyện tôi nên làm tôi đều làm rồi. Bây giờ Trịnh Anh sắp tới tìm cái chết, có phải công chúa nên thực hiện lời hứa của mình không? Quốc quân hạ chỉ tu sửa nhà quan của Triệu Sóc, không ngờ có một nhóm đồng đảng của Triệu thị quấy rối việc tu sửa, công kích binh sĩ, càng làm rối loạn du sư làm phép.
Họ ngang nhiên cả gan thay Triệu Sóc kêu oan, dù không quốc quân giết Triệu Thị, là lạm dụng giết người vô tội, làm cho đô thành phải rối loạn cả lên. Thần chỉ còn cách vì sự tôn nghiêm của quốc quân, bất đắc dĩ hạ lệnh trấn áp, khôi phục trật tự. Vì sự việc quá đột ngột, thần chưa thể bẩm báo được với quốc quân, xin quốc quân tha tội. Ái Khanh vì bảo vệ sự yên ổn của xã tắc, quả đoán quyết định nhanh chóng dẹp yên sự náo loạn. Đây là công lớn, làm gì có tội. Tuy thần dẹp yên sự náo loạn, nhưng vẫn chưa bắt được chủ mưu đứng đầu. Thần xin quốc quân hạ chỉ đuổi bắt chủ mưu, đoạn tuyệt hậu quả. Đây là đạo lý trị bản. Quả nhân ra lệnh Khanh điều tra việc này, nhất định bắt tên chủ mưu đó trừng trị theo pháp luật. Quốc quân anh minh, thần lãnh chỉ. Đồ Ngạn Giả ép hại Trung Lương, trời đất khó tha. Đồ Ngạn Giả ép hại Trung Lương, trời đất khó tha. Di Tắc đại nhân, Di Tắc đại nhân, Di Tắc đại nhân. Đồ Ngạn Giả ép hại Trung Lương, trời đất khó dung tha. Đồ Ngạn Giả ép hại Trung Lương, trời đất khó tha. Đồ Ngạn Giả ép hại Trung Lương, trời đất khó tha. Đại thúc đó không phải là lão sư của quốc quân sao? Sao lại bị bắt rồi? Có người nói ông ấy là đồng đảng của Triệu Thị. Ai nói vậy? Môn khách vô mấy? Chẳng phải môn khách đều phải trung thành với chủ sao? Đúng, môn khách bây giờ đều phản bội chúa công của mình. Chẳng hạn như Trình Anh, không ngờ lại ném chết đứa con của chúa công mình. Người nói coi hắn có phải con người không? Khải bẩm đại nhân, có chuyện gì? Có người tố giác tội quan Công Tôn Nghĩa giết Tư Văn Tưởng Niệm Triệu Sóc. Ai tố giác? Tiểu thiếp của y. Đàn bà đúng là một động vật nguy hiểm. Vậy đại nhân xử trí thế nào? Bắt trước đã rồi tính, từ từ tra thẩm. Dạ rõ. Đại nhân, Trình Anh đến gặp. Là ai vậy? Trương thừa lệnh Thành Ân sao? Không phải, là đại phu Trình Anh. Người nói Trình Anh làm đại phu sao? Dạ phải, chính là y muốn cầu kiến đại nhân. Đại nhân, có phải mời y vào đây không? Không. Đừng mời vào đây. Dạ được. Trình tiên sinh, Trình tiên sinh. Trình tiên sinh, thay y phục cần thời gian. Bắt tiên sinh đợi lâu rồi, mong thứ tội. Tôi chỉ là thảo dân bình thường, đâu dám làm phiền đại nhân ra đón. Trình tiên sinh tới phủ của ta, nhất định ta đích thân ra đón. Thực ra tôi tới là có việc nhờ giúp đỡ. Đại nhân làm tôi tổn thọ rồi, nếu như có việc, không cần đa lễ. Nào, mời mời. Thật không ngờ rằng công chúa lại cương liệt đến như vậy. Tôi thật sự không có khả năng cứu vợ con mình, nên đành nhờ tới đại nhân. Nếu nói như vậy, ta phải đa tạ công chúa rồi. Đại nhân nói vậy là sao? Người xem, nếu công chúa không bắt cóc vợ con của ngươi, tiên sinh làm sao tới đây nhờ ta? Vậy đồng nghĩa là công chúa đẩy tiên sinh tới trước mặt của ta rồi.
Nhìn khắp đô thành, còn có ai đối phó được công chúa chứ? Tiên sinh cứ việc yên tâm. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Ta nhất định để vợ con của ngươi trở về bên ngươi một cách bình an. Đa tạ đại nhân. Thạch Ngôn tướng quân còn khỏe không? Đại nhân không hỏi tiên thức sao? Nếu tiên thức còn sống, nhất định đi theo tiên sinh. Bây giờ tiên sinh quay về rồi, cho thấy y đã không còn sống nữa. Đúng đúng. Nhưng mà đại nhân yên tâm, di thể của y tôi đã nhờ bá tánh ở đó chôn cất dùm rồi. Không sao đâu, ta không quan tâm người chết, chỉ quan tâm người sống. Thạch Ngôn tướng quân sao rồi? Thạch tướng quân đã quay về nước Sở rồi. Vết thương của Thạch tướng quân làm sao? Không sao nữa. Tiên sinh nói dối. Chắc là Thạch Ngôn đã đi tìm Hàn Quyết đại nhân rồi, có phải không? Sao đại nhân lại nghĩ như vậy? Nếu như Thạch Ngôn bị thương nặng không đi được, tiên sinh sẽ không gạt ta. Nếu như y không sao nữa, nhất định sẽ đi theo tiên sinh tới đây, cùng ngươi tìm vợ con của ngươi. Ta đoán đúng không? Đại nhân đúng là rất hiểu Thạch tướng quân. Nhưng thiên hạ rộng lớn, tại sao Thạch tướng quân chỉ đi tìm Hàn Quyết? Đó nhất định là một chuyện. Quan trọng hơn chuyện tìm vợ con của ngươi, đang đợi Thạch tướng quân giải quyết. Có đúng không? Ta nói đúng chứ? Đó chính là trận chiến Tần Tấn. Có phải Thạch Ngôn đã phá giải kế lục tha của ta rồi đúng không? Đúng vậy. Thạch tướng quân chính là đi tìm Hàn Quyết tướng quân, vạch trần mưu kế của đại nhân. E là lúc này đang ở trong quân trại rồi. Mưu kế của đại nhân bị vạch trần, nhưng hình như đại nhân không hề tỏ ra lo lắng. Vậy là sao? Thực chất Hàn Quyết không tin lời của Thạch Ngôn, ta cần gì phải lo lắng? Đại nhân dựa vào đâu mà khẳng định Hàn Quyết sẽ không tin? Bởi vì cô nhi Triệu thị. Chuyện này có liên quan gì tới cô nhi Triệu thị? Cô nhi Triệu thị tại ngươi cho nên mới chết. Mối thù này đây không đội trời chung. Tại sao Hàn Quyết phải tin quyển lục thao do người đã chép chứ? Quan hệ của ngươi và Thạch Ngôn không tầm thường. Vậy tại sao ý lại tin những gì bằng hữu của ngươi nói hả? Vậy thì Hàn Quyết nhất định sẽ bại. Nhưng đối với ngươi, có lẽ là một chuyện tốt, nước Tấn bại trận. Sao lại là chuyện tốt? Nước Tấn bại trận, Hàn Quyết không chết cũng tự quan. Sau này y sẽ không còn đuổi giết ngươi nữa. Sau này ngươi bình an được rồi. Tuy tôi được bình an, nhưng nước Tấn không bình an. Mưu kế của đại nhân đúng là tài giỏi hơn người. Cũng bởi vì đại nhân hiểu rõ lòng người mà. Tiên sinh quá khen ta rồi. Tướng quân, ngày xưa người ta không phục nhất chính là Trình Anh. Chính bởi vì cô nhi Triệu thị để ta thấy được bộ mặt thật của hắn. Không giấu gì ngài, ta ngạc nhiên tới toát mồ hôi. Đồ Ngàn Giả đã đủ ác, cộng thêm Trình Anh giúp người xấu làm điều ác, nước Tấn sắp diệt vong rồi. Không thể xem thường đại phu tầm thường như hắn được. Không giết người này, nước Tấn mãi mãi không được yên. Cho nên ta phải vì nước Tấn tiêu diệt con chó ở bên cạnh Đồ Ngàn Giả đó. Sao ta có thể tin lục thao của hắn ta chứ?
Tướng quân, trung thành với Triệu thị, thật đáng khâm phục. Nhưng Đồ Ngạn Giả chính là hiểu rõ tâm lý này của ngài, cho nên mới kêu Trịnh Anh chép quyển lục thao của nước Tần. Quỷ kế này của ông ta, tướng quân nhìn không ra sao? Ta đã nhìn ra rồi. Tất nhiên ta đã nhìn ra. Một người là tướng quân nước Sở, một người là đại gian thần, một người là phản đồ. Các người cấu kết với nhau một hát một bè là cái bẫy này mà ta nhìn không ra hay sao? Vậy ta là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc rồi. Thôi được, nếu như tướng quân không tin, tại hạ xin cáo từ. Ngài còn muốn về sao? Tướng quân, ngài nói vậy nghĩa là gì? Thạch Ngôn tướng quân, người cấu kết với gian thần, cùng Trình Anh đặt bẫy để trợ giúp cho quân Tần. Bây giờ ngài là kẻ địch của nước Tấn, ta đâu thể tha cho ngài được. Người đâu? Ta thấy không thể nào. Công chúa không thể nào giấu đứa bé ở trong cung, sẽ do sát thủ giam giữ ngoài cung. Cho nên bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là tìm xem họ giấu Tống Hương ở đâu. Làm sao tìm được? Ta đã cho người đi tìm rồi, lục soát khắp thành. Nhưng đô thành lớn như vậy, làm sao mà người tìm được đây? Đúng vậy, đúng vậy. Biển người mênh mông, họ sẽ giấu Tống Hương ở đâu chứ? Tôi có một cách này. Là cách gì? Để tôi xuất hiện. Người xuất hiện là tự tìm cái chết rồi. Tôi sẽ xuất hiện ở trong cung, công chúa sẽ không giết tôi ở trong cung đâu. Có lý, có lý. Có lý lắm. Công chúa nhất định sẽ dẫn tôi tới chỗ của sát thủ ẩn náu, rồi mới giết tôi sau. Ta sẽ cho người bám theo sau ngươi. Chỉ cần bắt được một hung thủ, có thể lần theo dấu vết. Cách này hay, cách này hay lắm. Chỉ có đại nhân bày bố được thiên la địa võng. Để ta nghĩ kỹ lại xem đã, xem kế hoạch này còn chỗ nào sơ hở nữa không. Đại nhân quốc vụ bận rộn, những chuyện còn lại cứ để tôi tự nghĩ là được. Quốc vụ có bận cũng không bận được bằng chuyện cứu vợ con của ngươi. Qua đây xem đi. Đây là bản đồ của đô thành. Một người sống rành rành ra đó, sao nói biến mất là biến mất? Hồi bẩm quốc quân, trưa hôm nay có một cung nữ cầm lệnh bài tới, nói là công chúa muốn triệu kiến Tề Thành Bắc. Cho tới tối nay không thấy những người khác về nữa. Di thần liền cho người vào cung hỏi thử, mới biết là không hề có chuyện này. Hồ đồ! Công chúa là phận đàn bà, không được xen vào chuyện triều chính, sao lại triệu kiến Tề Thành Bắc chứ? Di thần cũng thấy thắc mắc. Nhưng người đó cầm lệnh bài của công chúa, nên thần cũng không dám hỏi nhiều. Truyền ý chỉ của quả nhân, phong tỏa đô thành. Dạ rõ. Trình Anh cho rằng kế hoạch lần này đã rất chu toàn. Xem lần nữa đi, phải nghĩ hết tất cả khả năng xảy ra của đối phương chứ. Đại nhân đúng là rất nghiêm túc. Người đùa sao, đây là cứu người. Nếu có chỗ nào sơ sót, hậu quả khó lường lắm. Nhưng dù sao họ cũng chỉ là vợ con của tiểu nhân. Ta nhớ con của tiên sinh và con của ta sinh cùng một ngày, có đúng không? Và còn con của Triệu Sóc nữa. Đúng. Hôm đó đã xảy ra quá nhiều chuyện. Người thì chết, người thì bị điên. Chỉ có con của hai chúng ta là được sống. Dường như có thần minh ở trên trời phù hộ cho hai đứa nó vậy. Ta thấy sau này có lẽ là chúng nó nhất định sẽ làm nên được đại sự. Làm nên đại sự nhất định là con của đại nhân. Con của tiểu nhân chỉ có thể làm đại phu,
hai đứa không so sánh được. Số phận của con người do ông trời quyết định. Người coi, nói thân thế, còn có Triệu Sóc có thể nói là quý tộc, mang sự dễ dàng của Triệu gia. Có mẹ là công chúa, cửu cửu lại là quốc quân. Theo lý tương lai của nó sẽ huy hoàng hơn con của hai con chúng ta. Kết quả thì sao hả? Nó lại chết bởi vì dòng máu quý tộc này. Đúng là chuyện hoang đường. Đúng là chuyện hoang đường mà, thật không tin nổi. Ý trời quả đúng khó lường, nhưng số phận thì có thể đấu tranh. Nói rất hay. Ta phấn đấu hết nửa đời người chính là vì muốn chuyện như Triệu thị mãi mãi đừng xảy ra trên người của con ta. Con trai của ta, kiếp nạn của Triệu thị bắt nguồn từ quốc quân. Nếu ngài không muốn chuyện đó tái diễn, một là ngài làm quốc quân, hai là con của ngài làm quốc quân. Những người có quyền có thế như ngài chính là muốn làm chủ của thiên hạ, nắm quản tự do của người thiên hạ. Những bá tánh dân thường như chúng tôi chỉ muốn làm chủ của mình, để mình được tự do. Những tai nạn trên thiên hạ đều từ tâm người sinh. Tỷ còn dám chối sao? Thật là nực cười. Tỷ đâu có quen Tề Thành Bắc đó. Tỷ và y không thù không quán, tự nhiên bắt y làm gì? Bọn họ giả dạng cung nữ. Cung nữ giả cầm lệnh bài thật là lệnh bài của công chúa mà. Cho dù lệnh bài đó là của tỷ, nhưng cũng đâu có nghĩa người là do tỷ phái. Vậy tại sao lệnh bài của tỷ lại trong tay họ? Lệnh bài đó ta tặng cho người ta rồi. Lệnh bài nhập cung tỷ tùy tiện tặng người ta sao? Tỷ đâu tùy tiện. Tỷ tặng ai? Triệu Sóc. Triệu Sóc hả? Tặng cho phu quân ta vậy được chứ? Khi Triệu Sóc bị giết, không biết lệnh bài đó rơi vào tay ai. Tóm lại rơi vào tay bọn giết Triệu Sóc, đúng không? Phải rồi, ta nhớ rồi. Bọn người đó đều là người có đồ ngạn giả. Quốc quân nên đi hỏi người có đồ ngạn giả đi. Lệnh bài đó chắc chắn là bị ông ta lấy đi. Đúng, chắc chắn ông ta lấy. Chính ông ta cho người bắt Tề Thành Bắc. Nói không chừng Tề Thành Bắc đang ở phủ của ông ta. Nếu quốc quân không lục được lệnh bài thì lục soát còn có đồ ngạn giả, có lẽ nằm trong giải quần của nó. Nín đi con. Trình tiên sinh ngươi xem, người thấy sắc mặt của nó như thế nào? Nó không bệnh chứ? Sắc mặt công tử khá tốt, chắc là không có bệnh. Sắc mặt tốt như vậy tại sao nó cứ khóc vậy? Còn nít khóc la là chuyện bình thường. Có lẽ công tử đang đói.
Ta mời cho nó ba nhũ mẫu, thực chất không để cho nó đói. Nín đi con trai ta, nếu đại nhân yên tâm thì cho tôi được ẵm công tử một lát. Sao? Nín rồi kìa. Đã nín rồi kìa. Đại nhân nên tìm một người mẹ cho công tử. Nhũ mẫu không thay thế được mẹ đâu. Đại nhân cũng vậy, không thay thế được mẹ. Nếu ta đi thêm bước nữa, tức là ta có lỗi với Mạnh Khương. Đưa nó cho ta. Con trai ta, con trai ta, cha chính là Mạnh Khương. Cha vừa là cha của con, cũng vừa là mẹ của con, đúng không? Tội nhân Trình Anh, khẩu kiến công chúa. Ông trời có mắt, bây giờ để tên nghịch tặc như ngươi quỳ trước mặt của ta. Người xung quanh của ngài đều bị giết sạch rồi. Triệu Sóc một giả trung thành, ngài cũng đã giết. Nếu tỷ không phân biệt thị phi, mặc cho ngọn lửa thù hận thiêu hủy lý trí của tỷ, ta nhất định trừng trị tỷ theo pháp luật.